việc áp dụng mô hình kỹ thuật chăn nuôi lợn thịt siêu nạc đang ngày một phổ biến, phát triển trên quy mô rộng. Lợn thịt siêu nạc cho năng suất cao, dễ chăn nuôi do giống thịt thơm ngon mà hiệu quả kinh tế cao. Cách cung cấp thức ăn, nguồn thức ăn là yếu tố quan trọng nhất ảnh hưởng tới sự phát triển và năng suất vật nuôi. Vì vậy, tùy vào đặc điểm cũng như điều kiện cụ thể của từng hộ gia đình mà có phương thức cụ thể. Đối với giống lợn siêu thịt thì nên sử dụng các thức ăn đậm đặc trộn cùng nguyên liệu thiên nhiên sẵn có. Chế biến các loại thức ăn pha trộn đa dạng, thành phần chất dinh dưỡng, kết hợp thức ăn công nghiệp, thức ăn gia súc. Khi pha trộn các thành phần thức ăn thì cần chia tỷ lệ hợp lý. Sử dụng bột mì đã qua chế biến để tránh gây độc cho lợn. Không nên cho lợn ăn đậu sống vì dễ bị tiêu chảy nên tốt nhất rang chín đậu nành trước khi cho lợn ăn. Sử dụng các loại bột cá đảm bảo an toàn, không bị sạn hay cát lẫn. Cung cấp chế phẩm các loại axit amin, vitamin, khoáng vi lượng. 2. Chế độ cho ăn thích hợp. Mới mang lợn về nuôi thì để tránh việc xô xát nên cho tách riêng lợn cũ, tắm rửa cho lợn sạch sẽ. Thời gian đầu cho lợn ăn lượng thức ăn 1/2 với nhu cầu hàng ngày. Khi nuôi lợn được 3 ngày tuổi thì cho lợn ăn no. Sử dụng cùng một loại thức ăn, có hai phương pháp phổ biến cho lợn thịt siêu nạc ăn. Cho ăn tự do. Để không mất nhiều thời gian mà heo phát triển tốt nhất, quay vốn nhanh thì nên cho heo ăn tự do theo nhu cầu sau khi cai sữa. Cho ăn theo định lượng, ở giai đoạn lợn. Khi lợn hơn 61 kg thì hạn chế chế độ ăn hàng ngày từ 2,3 đến 2,7 kg một con trên một ngày. Vừa tiết kiệm được thức ăn vừa cho tỷ lệ nạc cao, giảm lượng mỡ cho lợn. Bên cạnh nguồn thức ăn cung cấp thì cũng đáp ứng đầy đủ nhu cầu nước uống, đảm bảo vệ sinh sạch sẽ. 3. Cách chăm sóc. Để mọi hoạt động của lợn không bị xáo trộn cũng như ảnh hưởng tới khả năng sinh trưởng, sức khỏe của đàn heo, bà con cần vệ sinh chuồng trại, các vật dụng chăn nuôi cũng như khu vực xung quanh sạch sẽ, đảm bảo độ thoáng mát, đầy đủ ánh sáng, oxy cho heo. Quan sát, kiểm tra định kỳ mọi hoạt động diễn biến bất thường của từng con lợn để có biện pháp phòng chống kịp thời. Kiểm tra tất cả số lượng đầu vào, đầu ra, thành phần, hàm lượng thức ăn để có sự điều chỉnh thích hợp. Nguồn chất dinh dưỡng trước khi cho heo sử dụng cần kiểm tra đầy đủ, đảm bảo tiêu chuẩn. Xin kính chào quý vị và bà con, chúng ta lại gặp nhau trong chương trình Làm Nông Cùng Chuyên Gia do Viện Nghiên cứu Sinh học Ứng dụng thực hiện. Và trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin chia sẻ cho bà con, quý vị khán giả một mô hình nuôi lợn siêu nạc lấy thịt. Và để biết được nuôi con lợn siêu nạc này đòi hỏi những kỹ thuật như thế nào và chuồng trại ra sao, thì hôm nay tôi đã kết nối được với chỗ anh Tiến có địa chỉ tại huyện Phú Ninh, tỉnh Phú Thọ. Và hôm nay anh Tiến sẽ dành thời gian để chia sẻ cho bà con, quý vị khán giả kỹ thuật về nuôi con lợn siêu thịt này. Vâng, xin chào kênh Làm Nông TV. Hôm nay anh Tiến có thể dành thời gian để chia sẻ cho bà con, quý vị khán giả là hiện tại thì ở trang trại mình đang nuôi bao nhiêu con tất cả? Nhà nuôi 140 con. Tất cả là 140 con? 140 con. Như cái đàn này là được khoảng được bao nhiêu tháng tuổi của anh? Được 2 tháng, mình bắt về là được 2 tháng. Lợn này lợn siêu nạc? Lợn siêu nạc. Cái đầu tiên anh, cái lợn siêu nạc thì nuôi ấy, thì nó có khác so với lại nuôi cái lợn bình thường đúng không? Nó đòi hỏi kỹ thuật phải cao hơn. Anh có thể nói rõ hơn được. Quy trình. Ví dụ như là mình phải làm vaccine đầy đủ, làm thận trọng. Chứ con lợn dân bình thường người ta nuôi thì người ta không có làm vaccine. Không làm vaccine. Tức là cái đầu vào là phải tiêm vaccine đầy đủ. Tiêm vaccine đầy đủ. Đầu tiên thì cái câu khâu chọn giống rất là quan trọng, thì anh có thể chia sẻ bà con để chọn cái con lợn siêu nạc này thì mình đòi hỏi cái tiêu chí như thế nào để chọn làm giống. Chọn làm giống thì mình cứ đi bắt lợn của trại người ta. Đặt con lợn bố mẹ nó đặt yêu cầu tiêu chuẩn chất lượng thì mình mua. Đòi hỏi cái con nó phải, thường là anh nuôi cái lợn siêu nạc này thì anh sẽ nuôi lợn đực hay là lợn cái nhiều hơn? Cái này mình bắt ở trại về là mình bắt xô. Bắt xô luôn? Bắt xô. Chứ không chọn? Không chọn được. Nhưng mà để mà nuôi để mà hiệu quả kinh tế cao ấy, thì mình sẽ nuôi cái lợn đực hay là lợn cái à? Mà lợn siêu nạc này. Lợn bây giờ mình nuôi như thế thì người ta lại không bán nguyên đực hay là nguyên cái. Mà bắt buộc người ta phải bán xô theo đàn. Bán theo đàn. Nhưng mà tỷ lệ con nào nó phát triển mạnh hơn, con đực hay là con cái nó phát triển mạnh hơn đối với lợn siêu nạc này? Con đực sẽ phát triển mạnh hơn. Con đực sẽ đạt trọng lượng. Với anh nuôi này thì đầu tiên cái thức ăn ấy thì anh cho ăn những thức ăn gì ạ? Thức ăn này thì mình cứ cho ăn cám thôi. Cám dành riêng cho lợn siêu nạc hay là cám?
Cám này là cám đang cho ăn cám cánh buồm đỏ. Của Hồng Hà. Cái này là anh cứ đổ cho ăn cả ngày này thôi hay là có bữa không? Đổ cho ăn tự do luôn. Cho ăn tự do luôn. Ừ. Cho ăn thêm cái rau xanh các thứ không? Không, ăn cám thẳng. Ăn cám mua ở ngoài ấy. Không. Mình lấy từ nhà máy về. Cám nhập từ nhà máy về. Em có thấy là anh có cái kiểu thiết kế chuồng khá là hay thì anh có thể chia sẻ bà con quý vị khán giả là anh cho nước vào này là mục đích để làm gì anh? Mục đích để cho nó nóng, cái con nóng con lợn nó tắm. Nóng, để cho nó mát. Tức là mình không phải tắm thường xuyên cho nó mà cứ tắm nước vào. Thời tiết hanh nóng như thế này thì mình sẽ đóng đõ vào để cho nó tắm. Đến chiều thì tháo đi. Mình lại tắm lại bình thường, còn ngày mát rời thì thôi, không cần phải đóng. Đây là chuồng của anh là xây là chỗ này là để vào bao nhiêu mét vuông? Một ô này. Một ô này được 14 mét. 14 mét vuông. Mà mật độ thả của anh là bao nhiêu con trên một cái ô chuồng này là bao nhiêu con? Thả 12 con. 12 trên con trên một ô chuồng này. Thì bình quân một con là 1m2 một con. 1m2 một con. Cái đàn này được mấy tháng rồi? Cái lô bên này được một tháng, hơn một tháng tí. Lô bên này thì được 2 tháng. Mỗi con lợn này thì nó có đòi hỏi cái chế độ dinh dưỡng từng giai đoạn như thế nào? Khó, mình chia làm 2 giai đoạn. Từ khi mình bắt về là nó xô bình quân là 7 cân. Mình cho ăn cái cám của cái giai đoạn nhỏ. Đến 35 cân thì mình chuyển sang giai đoạn 2 đến lúc bán. Tức là mỗi một giai đoạn là mình sẽ nuôi theo cái cám khác nhau. Theo cám khác nhau. Cái giai đoạn 2 là cái giai đoạn 35 cân này. Bắt từ 35 cân đến là lúc bán. Thế là mình thúc đúng không? Vẫn chưa. Thì mình cứ đổ ăn thế này thôi. Ừ. Cái phân vo các thứ này là mình chưa rửa đúng không? Ban ngày là mình vẫn là rửa. Cái này là sáng rửa rồi. Sáng rửa rồi. Rửa rồi xong mình đóng đõ cho nó tắm, chiều lại xả đi lại rửa lại. Cái giống lợn này thì nó lông nó ít như thế hả anh hay là nó? Đấy, cái giống này lông nó ít như thế. Cái nó cũng dài hết nhỉ? Cái nó dài. Thường thì anh sẽ nuôi trong khoảng bao nhiêu lâu thì có thể xuất chuồng? Mình nuôi trong vòng 4 tháng. 4 tháng là có thể xuất chuồng? 4 tháng từ khi mình bắt về cho đến lúc là trong vòng 4 tháng. 4 tháng là có thể xuất chuồng? Xô 1 tạ 2. 1 tạ 2 là con à? Ừ. Với cái giá bây giờ thì là anh hiện tại là bán bao tiền một hơn? Giá như mấy ngày nay đang bán giá, lợn này thì đang bán giá 66. 66. Ừ. Bắt cái lợn con này có đắt lắm không? Chứ mình mua. Mình bắt lợn này 2 triệu 7 một con. Một con nó khoảng bao nhiêu cân? Đấy, xô bình quân xô 7 cân. Xô 7 cân. Nó nuôi cho 1 tháng là được làm được như này. Đây 2 tháng rồi đây. Loại này 2 tháng rồi khoảng 40 cân thôi. Đàn bên này thì hơn rồi. Đàn này bên này phải 50 cân rồi. 50 cân. Mà nhìn nó gọn nhỉ anh nhỉ? Gọn lắm. Một tạ 2 thì à thế. Em có thấy là cái mái chuồng của chúng tôi thì anh nói anh làm cái gì đấy? Những cái này là hệ thống chống ruồi muỗi. Chống ruồi muỗi. Ừ. Tức là ngăn ruồi muỗi. Ngăn chống ruồi muỗi. Nên là chuồng của mình rất là ít ruồi và muỗi. Vâng. Hạn chế rất nhiều, mình không phải phun thuốc mấy. Có cái phân nó rất độc. Là phân đâu ấy? Phân thì cho xuống bioga. Cho vào hầm bioga. Hầm bioga. Mình có xử lý cái chế phẩm gì không để trong cái quá trình mà mình nuôi này xử lý cái chuồng trại có cần phải xử lý gì không? Không có gì phải xử lý cả. Thế là cứ xịt hết là nó sạch đi đúng không? Hàng ngày là mình rửa chuồng 2 lần. Tắm. Mấy này nó nóng thì tắm. Nó mát mát như mấy nọ thì không cần. Cái này thì cho ăn thả cái này thì nhàn đúng không? Nhàn. Ở đây thì anh cần phải mấy người để... Đây có một mình thôi. Tức là một mình anh chăm sóc cái đàn này không? Một mình chăm sóc. Không cần phải nhiều người để mà chăm sóc. Không. Cái này là anh được tôn à, máy tôn à? Máy blo. Sao anh không sử dụng cái quạt đây? Quạt. Quạt cho nó mát. Được cái chuồng này của mình nó cũng thoáng. Nó tắm như thế này nó cũng mát rồi. Mà nó cũng sạch đúng không? Nó cũng sạch. Phòng điều trị bệnh, vệ sinh sạch sẽ chuồng trại, phòng tránh các dịch bệnh truyền nhiễm thì nên ngăn cách khu vực chăn nuôi heo với các loại gia súc khác. Cần phun thuốc sát trùng toàn bộ chuồng trại và khu vực chăn nuôi trước khi thả heo vào chuồng nuôi trong 3 ngày.
dọn vệ sinh hàng ngày đảm bảo đủ độ thông thoáng, vệ sinh nguồn thức ăn. Thức ăn cho heo sử dụng cần được kiểm tra kỹ lưỡng, đảm bảo độ an toàn thực phẩm, không bị ôi thiêu, thối mốc. Sử dụng thức ăn theo định kỳ thì nên pha cùng kháng sinh để phòng ngừa dịch bệnh. Nguồn nước uống cũng đảm bảo không bị ô nhiễm. Tiêm phòng cần tiêm phòng đầy đủ các loại vaccine phòng chống các dịch bệnh truyền nhiễm, bệnh huyết trùng, thương hàn, dịch tả, bệnh lở mồm long móng để tạo ra những giống heo khỏe mạnh, đạt tiêu chuẩn, nâng cao hiệu quả kinh tế trong chăn nuôi. Những kinh nghiệm trên đây sẽ giúp bà con có những biện pháp tốt nhất trong cách chăm sóc nuôi dưỡng, cách xây dựng chuồng trại, cách phòng điều trị bệnh hiệu quả để cho đàn lợn thịt siêu nạc khỏe mạnh, tạo giống thịt thơm ngon. À, một năm thì mình sẽ xuất bao nhiêu lứa ạ? Một năm mình xuất hai lứa. Hai lứa. Phụ thuộc vào thời điểm. Thời điểm nóng này thì mình nuôi ít. Đến thời điểm vụ sau thì bắt đầu mình vào 180 đến 200. 180-200. Ừ. Tức là mình con. Sẽ là vào vụ là vào tầm tháng mấy là đẹp đấy. Nếu mà nuôi lợn siêu nạc. Lợn siêu nạc đây, lứa này là mình vào từ tháng 3 âm. Tháng 3. À. Tháng 3 tầm tháng mấy là bán được tháng 3 tháng 7 à? Sang tháng 7. Tháng 7 bán bắt đầu mình lại gối. Mình vào đến một vụ nó đến Tết. Và trong cái quá trình nuôi ấy thì là con lợn siêu nạc này nó hay mắc những bệnh gì ạ? Nó trong cái quá trình nuôi này thì con lợn nó quan trọng là phải cái khâu phòng bệnh. Phòng bệnh. Ừ. Mình phải phòng tốt, khử trùng tốt. Chứ bây giờ dịch bệnh nó nhiều lắm. Ừ. Tức là cái rủi ro nó cũng lớn. Rủi ro cao, nuôi con lợn thì rủi ro cao. Nó có thấy là bệnh hiện tại là bệnh dịch tả châu Phi đúng không? Dịch tả châu Phi. Lại còn dịch bệnh tai xanh. Tai xanh. Đấy, đây là một cái khâu quan trọng nhất là cái khâu mà phòng bệnh trước. Hôm nay là anh Tiến cũng rất là ưu ái để mà cho chương trình làm nông cùng chuyên gia được vào trong trang trại. Bởi vì bình thường thì chỉ có một mình anh đúng không? Vâng vâng. Và ăn ngủ tại ở trại luôn. Vâng, chứ mình không được đi về nhà hay đâu đúng không? Bình thường chỉ có một mình thôi. Vâng, có một mình anh ở đây thôi và anh cũng nuôi. Có thể nói là mình cũng phải đảm bảo được cái an toàn đúng không? An toàn. Đây là lợn nhỏ vừa nhập về anh. Lợn nhập về được 20 ngày. Vâng. Nuôi cái con lợn siêu nạc với lại con lợn bình thường thì nó có khác biệt với lại nuôi lợn thường không anh? Nuôi lợn thường thì mình nuôi nó dân dã, như con lợn siêu nạc này mình nuôi quy trình nó khép kín. Khép kín. Mà mình sẽ vaccine mình sẽ làm phòng đầy đủ hết. Vâng. Tức là mình phải đòi hỏi nó phải có một cái kỹ thuật cao hơn. Kỹ thuật cao hơn. Cái đứa này là được mấy tháng tuổi rồi? Đứa này được một tháng thì mình bắt về được 20 ngày. Vừa chạy về đấy. Ừ. Ồ, nó bé tí mà nó đang có ấy này giống nhỉ? Nó đang có, nhìn nó có khuôn rồi đúng không? Có khuôn. Cái lợn này là giống là ông bắt từ trại về à? Bắt từ trại về. Rồi, còn trong này, trong này vào. Ui. Ồ. Anh làm luôn cái cho nó tắm luôn hả anh? Để cho nó mấy hôm nay nó nắng nóng, mình cho nó tắm cho nó mát. Vâng. Tắm mát luôn, tắm ở đây luôn. Tắm ở đây luôn. À. Chiều đến 5 giờ bắt đầu tháo. Chứ là mình không phải là mình đi tắm một ngày mấy lần mà mình cứ không. Đắp nước vào cho nó tắm. Sáng mình rửa chuồng xong mình đắp đóng đõ vào cho nó tắm, từ giờ đến chiều nó mát mát 4-5 giờ thì mình lại tháo đi. Vâng. Mình lại rửa lại. Thưa quý vị, thưa bà con, với những thông tin chúng tôi vừa chia sẻ trong chương trình, hy vọng bà con và quý vị khán giả có thêm nhiều thông tin, kinh nghiệm để lựa chọn cho mình một mô hình phù hợp với điều kiện gia đình mình. Và để được tiếp tục theo dõi những chương trình tiếp theo, mời bà con và quý vị khán giả làm theo cách sau: đăng ký kênh Làm Nông TV, nhấn vào biểu tượng chuông bên phải màn hình. Và để được cung cấp những thông tin chi tiết nhất từ ban biên tập chương trình Làm Nông cùng chuyên gia do Viện Nghiên cứu Sinh học Ứng dụng thực hiện, mời bà con và quý vị khán giả gọi cho số 0398788989, kết bạn Zalo 0398788989 hoặc tương tác với fanpage Làm Nông TV. Vâng, xin cảm ơn kênh Làm Nông TV đã về thăm trang trại nhà tôi. Hôm nay rất là cảm ơn anh Tiến cũng đã tạo điều kiện cho chương trình Làm Nông cùng chuyên gia đến tham quan cái trang trại của mình, và anh cũng có những cái chia sẻ cũng rất là thiết thực cho bà con chăn nuôi. Dạ vâng. Chương trình của chúng tôi đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại bà con và quý khán giả trong những chương trình tiếp theo.